hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chợ nha các bạn. Cái chợ này đó, cái chợ xanh xanh đây nè, các bạn thấy không? Đó, có hình con cá đó, con cá catfish. Việt Nam mình cũng gọi là cá bông lau, phải không biết? Đó, cái tiệm đó nó gọi là Tony Seafood nha các bạn. Hồi khoảng mười mấy năm về trước á, họ chỉ có cái chòi nhỏ thôi các bạn. Họ chỉ có cái chòi rồi dựng lên ở ngoài đường giống vậy đó, rồi bán giống như là bán chợ trời vậy đó. Xong rồi từ từ mà bây giờ các bạn thấy không, có bự như vậy nè, đó của người Mỹ nha các bạn. Trong đây họ chuyên bán cá, họ nuôi cá trong cái hồ á, xong rồi mình muốn á, họ bắt cá lên rồi họ làm cho mình, rồi có tôm, tới mùa bán, tới mùa có luộc crawfish họ luộc, họ bán, nói chung là đủ thứ đồ ăn, đồ tươi và đồ ăn liền luôn nha các bạn. Những cái đồ của Cajun á, những cái đồ của vùng sao của Louisiana đó các bạn. Đây là các bạn thấy không, đây là cái hồ họ nuôi cá đây nha các bạn. Đó, cá trong đây nè. Đó, bây giờ mình muốn lấy cá thì cái chú này là sẽ vớt cá lên cho các bạn. Đó, thấy chưa, họ vớt cá lên rồi các bạn muốn con nào á thì Let me get it for you. Which one, sir? Hey, hello everyone. Today, I'm going to Tony Seafood. And in here, they have live seafood and they also have hot food, okay? Section right here is where all the live seafoods are. So they have fish, shrimp, all different kind of foods. And down to the end, or the end down there. Down there is all where all the hot food. So hold on, I'm gonna bring you down there in a little bit, okay? Đó, các bạn thấy không, đây là cái phần mà cá tươi của họ đã, họ làm ra, họ bỏ đây nè. Ở đây cũng có Việt Nam, có nhiều người mấy chị Việt Nam làm trong đây nè. Đó, họ bán chuyên bán đi những cái season, những cái muối để mà luộc cua, luộc ghẹ rồi nè các bạn. Đây là cái chỗ họ làm cá nè các bạn order ở đây, các bạn mua ở đây, các bạn mua cá bự, cá nhỏ ở đây. Đây là những thứ là những oyster, cá
chưa có mua, chưa bán mua conflict cho các bạn. Đến tới mua conflict rồi các bạn vô đây các bạn mua, nó có bao sẵn hình như có rồi, mua có rồi. Chân ghẹ, càng ghẹ. Conflict nó có rồi nhưng mà nó còn mắc lắm các bạn. Bây giờ nó không đẹp bao nhiêu. Đây nè, đây, các bạn thấy không? Ghẹ này ngon không? Đó, 13 là một hao. Kiểu crab nè các bạn. Sausage. Đó, đây là sausage các bạn. Nó còn ngon, nó bôi rồi á. Ở trong. Đúng với gần, đây kìa. Ở trong đây là nó có gạo, cơm với lại những cái season, những cái đồ ăn Cajun ở đây nè các bạn, rất là ngon. Bưu nền nó gọi là bưu nền linh á, cái linh là cái nó dài. $75 for the alligator. Alligator, các bạn muốn ăn thịt cá sấu có luôn nha các bạn. Thịt cá sấu, thịt ớt. Đó, xem nè. Đây, con này gì đây? Ramen. Ramen. Thịt thỏ, thỏ các bạn ơi. Thỏ, cái này mấy cái này mình không có ăn đâu. Ramen. Ghê quá. Thank you.
xưa các bạn có tưởng tượng không, hồi xưa chỉ là một cái chòi nhỏ xíu thôi, dựng cái liều thôi, bây giờ nó còn bự như thế này. Đây là ribbon nè các bạn. Đó, cái ribbon là một trong những món của đặc sản luôn đó nha các bạn. Đậu á, đậu đỏ họ nấu với sausage á. Rồi họ cắt ra rồi mình ăn với cơm trắng bỏ vô trong đó, rồi trong trong cái đó nó có dụng dụng. Ok, bây giờ mình bắt cá nha các bạn. Just pick me some fresh one. I think this one fresh. All of them like fresh. Ok, you pick. Give me four. How many? Four. Mình mua 4 con nha các bạn, bây giờ coi ăn. Four. One more. Sorry. That's all right. Một con nữa. Rồi mình về mình rửa sạch sẽ. Cá này là cá goldfish nè các bạn, có biết không? Nó giống như con cá sấu vậy nhưng mà nó không phải cá sấu các bạn. Đó, ăn thịt giống như. Yeah, that's fine. Thank you. Bye.